nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ máy móc thiết bị của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước, giới thiệu quảng bá các sản phẩm, tham gia chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo, hội nhập kinh tế quốc tế. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp máy móc thiết bị và tự động hóa Hà Nội 2023. Tham gia hội chợ có gần 250 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan. Các sản phẩm được trưng bày giới thiệu tại hội chợ đều là các loại máy móc thiết bị công nghệ nằm trong các ngành lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như linh kiện, phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong khuôn khổ của hội chợ còn diễn ra các buổi hội thảo, hoạt động giao lưu kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và các khách hàng trong và ngoài nước. Thông qua hội chợ, ngành công nghiệp hỗ trợ có cơ hội để giới thiệu sản phẩm, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tham gia chuỗi liên kết trong vùng kinh tế thủ đô và các chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp FDI trong nước và quốc tế.